Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách xới cây, xới đất để cho cây nó tươi tốt hơn nhé. Đây mọi người nhìn xem cây hồng của nhà mình này. Đây là hồng cổ bạch xếp nhá. Em không? Đây là bà ngoại. Hôm nay bà ngoại chuẩn bị cúng rằm này. Cúng một đây. Tun. Đây là em Tun. Chúng ta cần có một cái dụng cụ này, người ta gọi là bay này. Sới chúng ta phải sới đất nhá. Đất phải tơi xốp, giá thể tốt thì chúng ta mới trồng cây tốt được. Chúng ta sới vừa phải để cẩn thận. Cây nó sới vừa phải, cẩn thận chạm vào rễ cây ở bên dưới nhá. Làm sao để cho cây nó tơi xốp thôi, đất nó tơi xốp thì nó sẽ hấp thụ được chất dinh dưỡng nữa cả, nó không bị bón vón. Chỉ thế thôi. Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người phân nhé. Đây là cây hồng bạch xếp thân chi, một thân đấy. Hoa này thì nó đã bị hơi bị tàn mất rồi. Nở được khoảng mấy tuần rồi. Đẹp không? Giờ dính trận mưa nên là